Chào mừng đại gia đình Văn Lan đến với bản tin tuần Văn Lan News số 57, phát sóng ngày 1 tháng 9 năm 2022. Bản tin tuần này sẽ cùng cả nhà tổng kết các hoạt động trước thềm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 nha. Tiếp nối thành công của hội thao giáo dục quốc phòng an ninh dành cho giảng viên, ngày 27 tháng 8 năm 2022, Trường Đại học Văn Lan tổ chức hội thao giáo dục quốc phòng an ninh dành cho sinh viên tại cơ sở chính. Hội thao vừa là cơ hội để các bạn ôn tập các nội dung đã được học trên thao trường, vừa tạo sân chơi gắn kết cộng đồng sinh viên Văn Lan. Hội thao thu hút gần 900 sinh viên tham gia và được chia thành 4 đại hội, tranh tài ở 3 nội dung thi đấu: bắn súng AK trên máy bắn tập MBT-03, tháo lắp súng, chạy vượt vật cản kết hợp ném lựu đạn. Văn Lan News chúc mừng các bạn sinh viên Văn Lan đã có một kỳ hội thao đáng nhớ nha! Ngày 28 tháng 8 năm 2022, lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Màn ảnh xanh đã được tổ chức tại Cung triển lãm quy hoạch tỉnh Quảng Ninh. Cuộc thi do Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam và Netflix phối hợp tổ chức lần đầu tiên với chủ đề Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Tại buổi lễ, hai bộ phim hoạt hình của sinh viên Văn Lan đã nhận được bằng danh dự từ ban tổ chức cuộc thi. Tác phẩm Buổi diễn cuối cùng của bạn Huỳnh Đại Hoa, khóa 25 ngành quan hệ công chúng và Lê Hoàng Kim Vi, khóa 25 ngành văn học ứng dụng. Tác phẩm Đi mua và thế giới rác thải của bạn Phan Thục Nhi, khóa 24 ngành thiết kế đồ họa. Đặc biệt chúc mừng các tác phẩm nhận giải ba chung cuộc. Xin chào, tôi là Chai Nhựa của bạn Nguyễn Đức Cảnh đạo diễn và bạn Mai Dũng biên kịch, sinh viên khóa 27 khoa nghệ thuật sân khấu và điện ảnh. Sau hành trình dài nỗ lực, Trường Đại học Văn Lan xin chúc mừng thành quả của tất cả các bạn sinh viên, chúc mừng thành công của cuộc thi kịch bản Màn ảnh xanh Văn Lan và cảm ơn sự hỗ trợ đồng hành của thầy cô với các nhóm sinh viên. Ngày 27 tháng 8 năm 2022, Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên tổ chức buổi seminar cà phê thứ 7 Coaching for Wonderful Teacher, gia tăng hiệu quả giảng dạy thông qua khai vấn, với sự tham gia của hơn 70 giảng viên đến từ các khoa và viện đào tạo. Cán bộ giảng viên nhà trường đã làm quen với liệu pháp khai vấn coaching và cách sử dụng như một công cụ để giúp người học phát triển về nhận thức, tư duy, năng lực, kỹ năng trong quá trình học tập. Buổi seminar cà phê thứ 7, số thứ 8 cũng đã khép lại mùa đầu tiên của chương trình. Văn Lan News xin chúc mừng cà phê thứ 7 mùa đầu tiên thành công tốt đẹp. Ngày 27 tháng 8 năm 2022, ngành thiết kế công nghiệp tổ chức buổi workshop với chủ đề Kỹ thuật khuôn trong tạo mẫu mô hình. Các bạn sinh viên làm quen với các kiến thức về trình bày vật liệu và phương pháp lựa chọn khuôn tiêu chuẩn trong thực hiện mô hình, lắng nghe chuyên gia hướng dẫn thực hành các bước rót gốm, làm khuôn cơ bản với thạch cao, thực hành khuôn silicon, thực hành tạo mẫu vật, tìm hiểu mẫu resin trong tạo khuôn mẫu. Những kinh nghiệm và bài học quý giá từ thầy cô và chuyên gia sẽ cung cấp thêm kiến thức về tổng thể quy trình làm khuôn mẫu trong tạo hình sản phẩm, cũng như thêm hiểu biết về khuôn truyền thống và hiện đại. Ngày 29 tháng 8 năm 2022, khoa ngoại ngữ tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề Share Your Teaching Experiences from Your Rose Classroom. Buổi hội thảo đã thu hút sự quan tâm của nhiều học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên khoa ngoại ngữ thảo luận về phương pháp Task-Based Language Teaching dựa trên kinh nghiệm thực tế của các thầy cô từ kinh nghiệm giảng dạy thực tế tại các lớp học. Đây là hoạt động thường niên của khoa nhằm giúp các giảng viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và đánh giá lại quá trình dạy học, trau dồi thêm kiến thức mới, nâng cao chất lượng giảng dạy với tính thực tiễn và hiệu quả mà phương pháp này mang lại. Chúc mừng khoa ngoại ngữ đã tổ chức thành công buổi hội thảo. Ngày 28 tháng 8 năm 2022, khoa Quản trị Kinh doanh đã tổ chức buổi kết nối cựu sinh viên với các thế hệ đàn em, đồng thời cho ra mắt câu lạc bộ cựu sinh viên với tên gọi Q-Home. Câu lạc bộ được thành lập với mong muốn tạo môi trường giao lưu, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong quá trình làm việc, mở rộng mạng lưới kết nối các ngành nghề giữa cựu sinh viên các khóa. Tại chương trình, các bạn sinh viên đã có cơ hội trò chuyện, lắng nghe những chia sẻ và đúc kết kinh nghiệm từ quá trình nhiều năm trải nghề của các anh chị. Hy vọng với những lời khuyên chân thành, sinh viên nhà Q sẽ tìm ra cho mình những định hướng phù hợp với bản thân nha! Ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2022, Ban chương trình đào tạo đặc biệt thực hiện giai đoạn 2 chương trình Gieo chia sẻ, gặt trải nghiệm tại Thư viện Cộng đồng EVG Phong Thạnh, Trà Vinh. Trong chuyến hành trình trải nghiệm, học tập thông qua phục vụ cộng đồng, các bạn sinh viên Văn Lan được tìm hiểu thêm về giá trị và ý nghĩa của dự án Thư viện Cộng đồng EVG, giao lưu văn nghệ, chơi trò chơi, tổ chức lớp học tiếng Anh căn bản, đốt lửa trại với người dân Khmer đang sinh sống tại địa phương và lắng nghe những chia sẻ về đời sống của người dân nơi đây, trao đổi nét văn hóa đặc sắc giữa các vùng miền với nhau. Cảm ơn đại gia đình Honoree Văn Lan đã mang đến những hoạt động ý nghĩa này nha!
ngày 30 tháng 8 năm 2022, lễ tuyên dương sinh viên tiêu biểu và công bố danh sách sinh viên đại diện tham quan, học tập tại Đền Hùng, Phú Thọ năm 2021, năm 2022 đã diễn ra trong sự mong chờ của cộng đồng Văn Lang. Đây là chương trình thường niên do Trường Đại học Văn Lang tổ chức nhằm khuyến khích tinh thần nỗ lực học tập và hoạt động phong trào trong cộng đồng sinh viên Văn Lang. Tuyên dương và khen thưởng những cá nhân có thành tích vượt trội xuất sắc trong năm học. Buổi lễ tuyên dương 657 sinh viên tiêu biểu năm 2021 và 854 sinh viên tiêu biểu năm 2022. Đặc biệt, chúc mừng 80 bạn vinh dự có tên trong danh sách đoàn sinh viên tham quan học tập tại Đền Hùng. Trong đó, 38 bạn sinh viên thuộc đoàn năm 2021 và 42 bạn thuộc đoàn năm 2022. Đó là một cảm xúc kiểu như là lẫn lộn, vừa vui mà vừa bất ngờ, mà vừa xúc động. Tại vì đạt được cái danh hiệu là sinh viên tiêu biểu đã khó, mà còn để được tham quan và học tập tại Đền Hùng lại là một cái điều đó khó hơn, cần phải cố gắng rất nhiều. Thì đó cũng là cái mục tiêu mà em đã đặt ra cho một trong quá trình mình sẽ học đại học 4 năm tại Văn Lang. Để đạt được cái danh hiệu như thế này ấy, thì bản thân em là đã cố gắng rất nhiều ở thời điểm là khi mà là sinh viên năm nhất, khi được là sinh viên sinh hoạt công dân ở tuần đầu tiên đã được gặp các anh chị của đoàn sinh viên tiêu biểu 2019. Thì các anh chị là người đã truyền lửa cho em và em đã cố gắng để đạt được cái danh hiệu này. Mình đã cố gắng rất là nhiều trong hành trình 3 năm vừa qua để mà cố gắng phấn đấu đạt được danh hiệu đó, và mình cảm thấy rất là tự hào vì mình đã ghi tên của mình trong đoàn sinh viên tiêu biểu đi Đền Hùng. Trong chuyến hành trình 12 ngày đêm sắp tới thì em có rất là nhiều mong đợi. Trước đó thì em đã nghe rất là nhiều anh chị khoa của mình chia sẻ về chuyến hành trình này, về những kỷ niệm, bài học mà các anh chị có được. Thì em cũng như vậy, em mong là em sẽ có thể kết bạn với lại nhiều người hơn ở các khoa. Và em mong là cứ mỗi một tỉnh thành mà mình đặt chân đến thì mình sẽ học thêm được nhiều bài học mới, quen được nhiều nền văn hóa, phong tục khác nhau, và là một hành trang bổ ích cho chặng đường phía trước của em sau này. Valeng News xin chúc mừng tất cả các bạn sinh viên được vinh danh năm 2021, năm 2022 với thành quả, nỗ lực học tập và rèn luyện của các bạn nha. Bản tin Valeng News cũng xin được khép lại tại đây. Chúc đại gia đình Văn Lang sẽ có một kỳ nghỉ lễ quốc khánh thật ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong số bản tin Valeng News tuần sau.